Hôm nay là ngày đầu năm. Tôi kính chúc toàn thể đồng bào hưởng tràn đầy hồng ân của cha trời Thượng Đế toàn năng. Và đương nhiên, đồng bào phải đón nhận thì mới được hưởng, còn nếu mà không đón nhận thì sẽ chẳng được gì đâu. Trước tiên là tôi cần trình bày cho đồng bào được biết, đây là hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu đã hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về hồng ân của Ngài, ban cho và cảnh báo cho nhân loại về việc mau mắn ăn năn sám hối, bởi vì cơ tận diệt đang bắt đầu xảy ra. Kế đến nữa là hình ảnh phép lạ ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta đã được cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây. Ông tổ, ông rồng và bà tổ, bà Phụng Việt và Phượng Hoàng ở phía dưới, ông rồng bà Phụng. Và đây là hình ảnh chúng tôi làm lớn hơn. Đây là ông tổ Việt Nam chúng ta, ông rồng. Còn đây là bà tổ chúng ta, bà Phụng Việt, bà Phượng Hoàng, ông tổ bà tổ chúng ta đã được cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cũng như an ủi và cũng như phụ dẫn dắt chúng ta làm cách nào để được cứu rỗi. Kế đến nữa là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã được cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây. Đây là tất cả những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra để bảo vệ và phụ trợ chúng ta làm việc cứu nguy Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào, in ra như thế. Xây hướng này chúng ta thấy một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Ở đây tôi cho đồng bào coi hình trắng đen để cho đồng bào ai mắt kém có thể nhìn thấy nhận diện rõ ràng hơn. Đây là một ông rồng, một đầu rồng vĩ đại đang phun lửa. Xây dựng này hướng nào tôi cũng thấy hết. Đầu rồng vĩ đại đang phun lửa và đồng thời linh hồn của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây. Đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta để xem xét học hỏi về những phép lạ cảnh báo về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra và những mặc khải mới nhất dẫn dắt nhân loại chúng ta làm cách nào để được cứu rỗi. Và đương nhiên, chỉ có cha trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Ngoài ra không có một đứng nào khác. Vì thế đồng bào hãy mau mắn học hỏi và thực thi theo những điều dạy bảo của cha trời Giêsu và đồng thời học hỏi về những phép lạ mới nhất mà Thượng Đế đã tỏ hiện ra trên mây mà tôi là người đã chụp được trong lúc hướng dẫn đồng bào Việt Nam chúng ta cầu nguyện cũng như hướng dẫn một số đồng bào ngoại quốc cầu nguyện. Những phép lạ đã hiện ra trên mây và đi đôi cùng với những mặc khải quan trọng nhất và mới nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại vào thời mà kiếp này đang chuyển qua thời Thánh Đức. Một lần nữa, y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt. Và đương nhiên, tôi chính đây Minh Vương Việt Nam. Tôi nhắc nhở một lần nữa cho đồng bào biết, vua Việt Nam đã xuất hiện, đang làm việc cùng đồng bào. Dẫu rằng đồng bào hầu hết chúng ta chưa biết đến, hoặc là có những người chối bỏ, khinh khi việc làm do cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta ban cho, cũng như cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong bảo vệ, phụ trợ và ban cho Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại đang làm việc. Nhưng tôi không có được quyền chấp nhất ai hết. Mà thật sự tôi cũng chẳng chấp nhất ai. Những người nào khinh thường vì vô tình hoặc cố ý
Tôi không chấp nhất mà ngược lại tôi còn cầu nguyện cho những người đó hãy mau mắn ăn năn sám hối thì mới có thể thức tỉnh, thì mới có thể hiểu được việc làm Hội đồng Quốc nguyên Việt Nam và nhân loại là gì. Riêng phần người Việt Nam chúng ta, những ai có tâm hồn hiền hòa và mong chờ hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho, thì đây là cơ hội để quý vị làm thêm. Bởi vì nhiều người cần được cứu rỗi lắm. Vì thế quý vị hãy mau mắn phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đương nhiên nhất là cho người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi trong nước. Việt Nam chúng ta cần được biết gấp. Địa chỉ liên lạc với chúng tôi là đây. Kính mời đồng bào hãy chép xuống ghi vào. Những ai ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức thì đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội cuối cùng. Và đây là trang website của chúng ta. Đồng bào hãy mau mắn ghi vào trang website facegodjesuschrist.com. Y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt và kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta hưởng trọn một năm tràn đầy thức tỉnh, sám hối, lập công chuộc tội gấp. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào.